Bây giờ tôi muốn mở cà phê thì sao? Tôi muốn sang lại hay là từ tôi thiết kế riêng một quán và đầu tư nhiều tiền vào đó để thu lại lợi nhuận? Đây là một cái giai đoạn rất là món ăn. Không phải như đâu anh chị. Chúng ta hãy xem hết video này. Hello, chào mừng tất cả quý anh chị đang đến với chuỗi video của Zanka Coffee. Thì ngày hôm nay công xin chia sẻ cho tất cả quý anh chị chúng ta một cái câu hỏi, đó là có một bạn hỏi rằng thì giai đoạn này chúng ta có nên mở cà phê hay không? Thì nếu như mở thì chúng ta nên lựa chọn cái hình thức như thế nào? Đầu tư mới hay là chúng ta sang một cái quán của một ai đó đang sang lại? Thì nếu như mà trong cái giai đoạn này mà chúng ta muốn kinh doanh cà phê thì phải suy nghĩ thật kỹ. Còn cái vấn đề chúng ta nên làm mới hay là chúng ta sang lại một cái mô hình của người khác, thì cái giai đoạn này có rất rất nhiều các quán cà phê đang sang lại, bởi vì họ chịu không nổi cái nhiệt của mặt bằng. Thứ hai nữa là cái lượng người mà để mà thưởng thức cà phê thì nó đang ít đi, và cái cuộc sống sau dịch Covid thì nó chưa lại bình thường được. Chính vì thế mà chúng ta nên cân nhắc là có nên là quay trở lại kinh doanh cà phê hay không. Và nếu như chúng ta mà chấp nhận kinh doanh cà phê lại thì chúng ta nên tham khảo và sang lại của một quán nào đó. Thì hiện tại bây giờ thành phố Hồ Chí Minh thì sang lại quán rất rất là nhiều luôn anh chị, nhưng không phải ai cũng sang được, bởi vì không ai dám sang. Đó là một cái tâm lý chung mà nếu như chúng ta chấp nhận mạo hiểm để mà kinh doanh cà phê thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ những cái quán nào có thể đem đến cho chúng ta là những cái lợi nhuận tốt, bởi vì chúng ta phải đi một vòng khảo sát thật kỹ. Còn nếu như bây giờ chúng ta muốn cái giải quyết cái công việc của chúng ta thì chúng ta có cái mô hình là cà phê xe đẩy là nó chắc ăn nhất anh chị, bởi vì bây giờ sang lại nó cũng rất ít tiền mà chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều, sang lại chúng ta sang vừa phải và cái chi phí mặt bằng bây giờ nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì cái tỷ lệ mặt bằng trống bây giờ nó rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ hoàn vốn thì rất là cao, nên chúng ta cân nhắc gì. Còn chúng ta đầu tư một khoản lớn thì nên nghiên cứu thật kỹ có tiềm năng nữa hay không. Bây giờ chúng ta không phải đầu tư cho cái thời đại hiện tại này, mà chúng ta đầu tư cho cái tương lai, nghĩa rằng năm sau, năm sau nữa thì cái khu vực này nó sẽ như thế nào, và cái giá mặt bằng nó sẽ bao nhiêu, và lợi nhuận nó giống như chúng ta mong muốn hay là không, thì nó tùy thuộc vào những cái yếu tố đó để chúng ta có thể kinh doanh một cách thành công. Chứ không phải chúng ta cứ mở cà phê ra là chúng ta sẽ thành công. Cái giai đoạn đó nó đã qua rồi. Bây giờ là cái giai đoạn nó rất là khó khăn, và những anh em nào mà có được cái tầm nhìn và một cái chiến lược nó rõ ràng thì có thể chúng ta bắt lại từ đầu và thành công. Và tuy nhiên rất là khó để chúng ta kinh doanh trong cái giai đoạn như thế này. Còn không thì chúng ta cứ bán xe đẩy và cho nó qua cái giai đoạn này rồi chúng ta tiếp tục đầu tư tiếp. Bởi vì giai đoạn này hay là cuối năm hay là đầu năm đi chăng nữa thì ngành cà phê vẫn rất là khó khăn anh chị, nó không giống như những cái năm trước nữa. Cho nên chúng ta phải cân nhắc cái chuyện đó, chứ không phải chúng ta cứ xuống tiền làm là sẽ có khách. Nó không giống như vậy nữa, nó đã thay đổi rất là nhiều. Sau cái thời kỳ Covid thì nó thay đổi rất là nhiều. Còn một số anh chị nói rằng là sao mà chúng ta không đầu tư một cái quán để chúng ta bán online? Đầu tư cà phê bán online không bao giờ thành công, rất là khó. Đầu tư quán ăn, nhà hàng bán online rất ok, nhưng cà phê rất ít. Vì sao? Vì sao thì tôi sẽ giải thích cho tất cả quý anh chị chúng ta cái video tiếp theo. Còn chúng ta đầu tư quán cà phê mà chúng ta muốn để mà bán online thì rất là khó. Chúng ta chỉ bán ăn đi thôi. Đó là một cái điều rất khác biệt giữa quán cà phê và quán ăn anh chị. Một lần nữa xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều.